hồ gái giam giang này là ngày đầu tiên đến làm việc tại nơi này. Quản lý thấy thân hình của cô quá ngọt nước nên đã chủ động hợp tác với cô quyến rũ ông chủ của mình. Vì cô biết ông chủ mình sắp về chầu ông bà. Kế hoạch bắt đầu, cô hồ gái đang chăm chú lau chiếc bồn tắm trong phòng thì bất ngờ ông chủ của cô đi vào trông thấy. Ông chủ nhìn thấy cô hồ gái đang chăm chỉ làm việc thì không khỏi suýt xoa nhìn một lượt từ đầu đến đuôi. Đến cả tôi sau khi nhìn xong quay xuống nhìn thằng em tôi phía dưới đã bị bắn tùm lum rồi. Cô gái có cảm giác có người nhìn trộm mình, khi quay đầu lại thì phát hiện ra đó là ông chủ của mình. Đột nhiên cô quản lý chạy vào phòng hỏi ông chủ rằng cô hầu gái sắp dọn xong rồi nên bảo ông chủ hãy đợi một lát. Ông chủ thấy thế liền bảo cô tiếp tục lau sau đó đi ra ngoài. Một lúc sau cô hầu gái đang lau trước cửa sổ nhà thì thật tình cờ và bất ngờ ông chủ định mang sách ra ngoài ghế đọc. Nhưng nhìn thấy một màn lau kính trắng bóc của cô gái thì sự tập trung của ông ấy toàn dán trên người cô. Đang lau hăng hái thế rồi đột nhiên cô gái bỗng nhiên trượt chân. Thấy vậy ông chủ liền tiến tới ôm chặt hai chân của cô gái. Sau đó theo phản xạ tự nhiên của đàn ông thì ông ta hướng mái nhìn lên trên và nhìn thấy thứ mà anh em chúng ta ao ước. Sau đó ông ta cố gắng giải thích với cô gái rằng là mình không thấy gì hết. Nhưng đột nhiên ông ta liền bảo với cô rằng quần xà lòn của cô đang bị mặc ngược. Đột nhiên ông ta nhớ ra là mình lỡ miệng, đúng là ăn vụng mà không chùi mép mà. Cô quản lý đứng từ xa trông thấy hết không khỏi khâm phục cô hầu gái kia. Thế rồi cô liệ lên một kế hoạch nữa là mang hoa quả cho ông chủ nhà. Rồi gạ cô bảo ông chủ mua miếng dán này. Kế hoạch bắt đầu, cô gái mang hoa quả tươi đến bên cạnh ông chủ và nói rằng đến giờ ăn trái cây rồi. Thế rồi cô bứt từng của một mớm cho ông chủ ăn. Ông chủ mồm thì ăn nho nhưng mắt của ông ấy thì đang ăn bưởi của cô hầu gái. Đang cảm thấy vui sướng thì chẳng may của nho rơi vào trong người ông chủ. Nhanh như các cô hầu gái liền thò tay vào trong với ý định móc của nho ra. Thấy thế ông chủ liền định nắm tay cô rút ra thì đột nhiên cô hầu gái hét lên. Ông đây rồi, nhưng ngay lập tức ông chủ liền bảo đó là không phải. Thế rồi cô liền tiếp tục tìm kiếm trong rừng rậm. Cuối cùng cô vui sướng cầm của nho ra. Cô liền đưa lên miệng ông chủ thì ông chủ kêu nó bị bẩn rồi. Thấy thế cô nàng bảo sẽ đi rửa cho ông chủ. Cô trực tiếp cho của nho vào miệng xóc qua xóc lại. Tôi là tôi ở màn hình là cũng cảm thấy có vị chát rồi đấy. Sau khi vệ sinh xong của nho cô trực tiếp đưa luôn vào miệng ông chủ. Cái này mà mớn cho tôi thì tôi ăn cả ngày. Thế rồi cô liền phát hiện ngón chân ông chủ có vết thương. Nhanh trí cô liền lấy miếng dán lúc nãy bóc ra dán lên ngón chân ông chủ. Sau đó cô liền hướng ông chủ nên mua số lượng lớn cái này. Lúc này ông chủ đang bị lú con kiêu mù con mắt nên đã đồng ý yêu cầu của cô. Chuyển cánh đến chỗ ông chủ nhà đưa tiền thưởng cho cô quản lý và bảo rằng cô làm rất tốt, cô hầu gái kia cũng rất được. Giờ mới biết ai là gà ai là thóc nha. Lúc này cô hầu gái vẫn đang nghĩ tận hưởng chiến tích của mình nhưng không biết rằng từ đầu đến cuối mình chỉ là con gà. Anh em xem hết video cho mình xin một like với một đăng ký nha. Cảm ơn anh em.